Anh em rồi xem một không? Yo yo. Rồi lưu đoàn này, lưu đoàn này, lưu đoàn này. Lưu đoàn này. Ai cho mình, ai cho mình mượn máu đi. Đây đây đây, cho máu, cho. Máu đây này, đây này. Đạp má, đạp má, đạp má. Ui, đạp trước vậy. Ui. Yeah, boy. Oh. Hello, xin chào các lượt con nghe, bọn mình là Heavy Free Fire đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Heavy Free Fire. Mình là Phúc Đại TV. Mình là Kim Trong đây. Mình là Kim 74 đây. À, hôm nay mình có một thử thách, đó là bọn mình sẽ gom tất cả các xe lại và ai được nhiều gom được nhiều xe nhất sẽ là người chiến thắng. Và sẽ có một màn gọi là phá xe kinh điển nhất từ trước tới giờ chưa có một game nào xảy ra cả. Ê, biết chỗ nào vắng người nhớ không? Chỗ cái đập thủy điện á, mày để xe dưới cái đập thủy điện, mày đứng ở trên đập thủy điện mày ném xuống. À, hợp lý. Đúng là con người thông minh. Chỉ có hay gì Kim Châu. Ô, sao tỉnh nhanh thế? Chạy nhanh mới tìm được xe. Chạy chậm mấy bao giờ mình kiếm được xe. Giờ là tất ra mỗi đứa một nơi đúng không? Tất ra mỗi đứa một nơi xong lấy xe đang tới đập thủy điện đúng không? Ừ đúng rồi, thông minh thông minh. Ok luôn. Đây tháp đồng hồ có mấy chiếc ta, sượng cơ khí trên đầu sẽ để tao nhảy con này nhảy đại bay tao thấy con để tao nhảy gần danh trại coi đấy sao có thằng bay kế tao nè danh trại nè chỏ tròn tao thì tao kêu bay danh trại mà vui của thằng của tụi em. What's up? Có xe máy được không mọi người? Có xe nè. Ê lên ông tao chở đi tìm tao cũng có xe. Mày của thằng tụi em, mày của thằng đừng có cho bánh tôm mình kia cái đi tao mày gì đi cắt xe ở đây đã. Cái này thì không có đi cắt xe đây học sinh thì thôi mẹ tụi điện đâu tụi điện đúng không. Không có súng tiền được gì. Anh đâu có súng sầu đâu. Bíp. Tao kiếm được chiếc rồi đó nha. Em kiếm được một chiếc rồi. Bây giờ đi ô ra có 1 đô. Không, cứ quăng xuống hết cái đập á. Thung lùng có người được kìa. Thung lùng có xe kìa. Không có súng đâu anh. Không có súng đâu anh. Em để xuống đúng mà. Mày chạy chậm quá chậm. Mày thấy chỗ mày bắn có chiếc nữa thấy không? Thôi lấy tầm một người 3 chiếc, 5 chiếc rồi xong có đồ. Chiếc xe xanh nữa kìa. Bây giờ cứ quăng đại xuống đi, tí nữa mình xếp sau. Em không muốn chiếc đập thủy điện rồi. Kéo đâm tin em nhá. Ê, anh quá bị lag luôn ạ. Không, đi xe máy không bị... Ờ đúng rồi, chạy xin. Rồi, anh để một chiếc xe máy rồi. Nó chạy còn nhanh hơn xe nữa. Chạy như cái máy điện. Được chiếc nữa nè. Hai chiếc. Ông nội, tao bằng A-Lóc nó chạy như cái máy điện luôn. Bật Chrono cũ không biết sao hả? Kiên hai chiếc xe máy rồi nha. Kiên được hai chiếc xe máy vào đập rồi nha. Bằng. Ok, đi kiếm tiếp. Tao lấy chiếc xe cho máy bắn này nha. Chạy qua tới máy bắn á hả? Ừ. Con nước lững lờ trôi đất nở. Nó chạy chậm quá mày ơi, chiếc xe. Sao tao đem con Misa mà nó chạy chậm đi trời. À thế à. Sao nó tăng tốc độ phần trăm mà chạy chậm vậy? Lừa à. Chạy như mừng. Xe đẹp quá, xe đẹp quá, lại cò thôi. Tránh đường, chiếc thứ ba tới đây. Hai chiếc. À cái kiểu như tao chạy trên nước là đệ của đàn dự á mày. Mấy thằng kia giờ đang đi vòng vòng kiếm đủ. One strike. Chiếc này bỏ chiếc thứ ba đây bị kẹt luôn à. Nhảy tới đâu rồi Chon? Tao đang ở bên đập thủy điện. Mày kiếm được xe nữa đó hả? Tao được 4 chiếc rồi. Anh 3 chiếc rồi. Mày được 3 chiếc. Nào đây. Vui nó chạy kìa. Tôi bắt được game. Bên. Anh kiếm được 3 chiếc rồi nè. Thành phố biển em, về thành phố biển nhiều lắm. Chậm quá Chon. Có được bên thành phố biển này. Nhiều lắm. Anh nhặt đi. 3-4 chiếc luôn. Thấy cái bo nó ngoài bo kìa mày ơi. Ở ngoài bo được kìa, đập thủy điện ngoài bo kìa. Vẫn còn ở trong bo 1. Tí nữa mình tắt cái máu á. Hả? Hiểu không? Mình tắt cái máu đi, bo 1 được mà. Điều khiển nè, không mất máu nè. Trời ơi, cái bo kìa ông nội ơi. 4 chiếc, cứ phải 4 chiếc thôi. Cứ phải 5 chiếc thôi. 6 chiếc luôn. Lại thêm một thằng đoàn dự nữa.
Lượm máu nhiều nhiều vô tí nữa căng máu. 4 chiếc. À, có chiếc xe sạch. Tao tính quầy là tao chạy được 2 chiếc rồi. Chạy được 2 chiếc. Phú lý. Chạy chiếc này khúc, chạy chiếc kia khúc mày. Và Phú đại. Con người tôi vậy á. Ê mà mày bỏ một súng hay sao ấy. Có không? Có súng rồi. Bên kia nó nhặt súng bắn chết mình nhá. Đổi. Bộ hòm có cái kìa. Bộ hòm bên kia có ấy. Không sao, 500 máu mà. Tại nhiên thế này chưa chắc là nó bắn chín đâu. Cho nó thêm 50 con lô ra. Ồ, 2, 4, 6 chiếc rồi. Đại gia. Chạy lên đồi nó cũng giật. Đúng rồi. Pin cao luôn ấy. Đèo đá không có xe đấy bạn. Không, em có xe rồi. Em ở đâu rồi? Em vẫn ở trôi đập. Em được ăn trộm xe anh bỏ qua nha. Em được ăn cắp xe anh bỏ qua nha. Ui rồi ôi, lớn rồi ăn cắp xe. Em ăn vặt, ăn trộm nữa đúng không? Lớn rồi và ăn cướp xe. Em đang... Ủa, một mình tao bỏ xe trên này thôi hả? Một mình tao bỏ xe trên này thôi hả? Ờ, tao dùng xe với đập mà. Tao để trên đập này, tao để trên đập ấy. Ôi, trên đập nó xuống mày. Má phải chạy vô bò một tí mới được. 2, 4, 5, 6. Ghê vậy. Phải chạy vô bò một tí mới được. Ui, bò kìa. Trời. Bò tháp. Tao đang về tháp không mọi người? Đi về tháp đi. Đây về tháp nha. Đi về đằng trống trống này anh. Mày chẳng anh có thấy đâu, mày chẳng anh có thấy đâu mà về chỗ này anh. Không thì anh em mình dán hết ra ngoài đường luôn. Em về tháp là xỉu ngang xỉu dọc luôn. Tính ra đang về má bo này nè, đắp cái đường này này, đắp cái đường này này. Ngạo đường. Má ngầu chưa, của tao ngầu chưa. Ông mà giật tao lói. Ông mà giật tao lói. Ồ đi đâu, giờ đi đâu. Dài cho thung lũng đi. Thung lũng hả? Đoạn nào? Ngay chân đầu thung lũng đó. Trong bo đúng không? Thiệt luôn, mỗi lần mà tao thấy cái xe xanh này chạy lên đồi là tao thấy... Cảm luôn. Trời ơi, bây giờ quay lại cái đập lấy xe. Trời ơi. Đấu cái xe rồi thôi. Má tao tám cái xe mày. Má, sao cái bo này toan rồi. Đấm thằng này cái đồi này. Toan rồi, đi xe em không kịp đâu. Nhiều xe hả mày? Cắn em tám máu hết này. Đủ luôn, chết đem ngoài bo luôn nhá. Em hết máu rồi. Quá nhìn xe tao. Thôi tao thấy mình lại bạc ti ở đây được rồi đó. Oh hello there. Similar. Ôi. Để tao làm bạc ti đây nha. Tao quăng đây. Quăng cái gì? Tao quăng lựu đạn đây chứ tao không đủ máu đâu. Có được em ra đi. Em còn 300 máu, 200 máu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc. Ống nè. Đập bang. Quá đẹp luôn nội ơi, chạy. Anh em mình dồn hết xe đây cho mình bom bên kia rồi. Thằng Kiến đang ngoài, thằng Kiến đang ngoài đập kìa. Đập cái đầu mày á, tao đây này. Tao sắp chết rồi mày. Hết mi. Cho nó rồi, lên xe mày. Run. Tao hết máu rồi. Lên xe. Máu nè. Tao đang chạy như tên bay, áo tao ướt mồ hôi. Tao hết máu rồi. Baby tao không có đường nào để lùi. Quá khứ với tao nào có thể nhau. Trong lưỡi và tương lai động lực duy nhất các tao không được buông xuôi ngày hôm nay. Cứu sao bây giờ một máu luôn. What the hell? Vô lý. Anh em dồn xe một con. Yo. Rồi lưu đoạn này. Từ lưu đoạn này. Ai cho mình mượn máu đi. Đây cho. Máu, đây này. Ai ném rồi. Đá má ui đá trước kìa. Ôi ai lá tay má thấy mình một máu. bắn luôn sao nào đâu luôn này đâu anh em đẩy nó anh em lạng lách lăn ra đi bộ rồi phải có lẽ.
nhiều bom. Nó đâu rồi? Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Cái thằng nào bắn nữa? Thằng nào? Tụi này có thằng gần em nữa. Đây, thằng này. Bye, have a great time. Trời. Trên mặt nước tao như cơn sóng. Bước với chúng tôi à? Ngay mọi người. Nope. Bên đây còn súng, bên có súng không nào? Em hít máu. Cục đá, em ơi, chạy xuống đá này. Đeo anh cho, em cho 4 pin này. Ai một lúc cây, cho 4 pin ai, một lúc cây. Nó đang đi, em à. Đó, đật ra. Thằng áo trắng á, đật ra. Bang. Ui, thằng áo trắng dưới em mày. Bang. Em đâu? Em cũng là thằng áo trắng nhưng mà em đội mũ đỏ. Anh biết mà, em biết. Thằng áo trắng đang chạy như tao. Nó chạy về tháp đúng không? Đúng. Chứ không có súng. Má, nó lấy được đạn này kìa. Đâu. Cái này có cây cục đá này. Mẹ cái này kìa. Là chơi lù đạn. Vũ đạn chết rồi. Kiều. Ai mày, nó tóc biến tới tao luôn mày. Bệnh trên ngồi xuống. Sao làm máu 7 đơn, 6 9 máu. Lừa, đưa lại. Còn hàng thôi, solo kill này. Đâu, 1-1 mà. Máu ra. Hay là kéo tâm không? Gần shot. Ê, em cứ mắc phải mà. Gì? Ok, ai cũng kéo sau chứ. Mày. Không kéo. Mày. Không kéo. Mày. Nope. I got you, homie. Thằng danh quá. Ủa mọi người nãy ai gom nhiều xe nhất vậy? Tao gom được 6 chiếc à? Không biết, nói chung ở đập chứ còn về ở đấy là chắc chắn là kia đấy này nhiều nhất. Đúng vậy. Ở đập mình 7 chiếc, ở xuống dưới thung lũng mình thêm 3 chiếc nữa là 9 chiếc. Đập em 6 chiếc, về đây em 6 chiếc nữa là 12 chiếc. Đập 6 chiếc mình lấy về 4 chiếc là 10 chiếc. Má, tụi mày tính xe tụi mày gom về lại đây luôn hả? Đúng rồi. Thằng cho nó tính kiểu mày đấy. Con người tôi vậy á. Ok, thì cuối cùng người chiến thắng là Kim Chon. Kim Chon nhận được 50.000 kim cương. Và Kim Chon hãy đi kiếm anh đạo diễn của cái thử thách này để lấy kim cương nha. Bây giờ bye bye mọi người, hẹn lại các bạn thử thách gì hãy comment bên dưới clip để mình làm cho mọi người. Bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn lại các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Happy Free Fire. Bye. Các bạn, ăn tiêu. Đúng rồi, đọc tông ta.